Y Luyến, vừa rồi em không nên hung dữ với chị như thế. Em xin lỗi chị đi. Chúng ta đi tìm Thiên Lạc đi. Em muốn ăn món cá và bánh bao do anh ấy nấu. Không thể đi được. Tại sao thế? Điều chị nói em nghe không rõ, phải không? Chị đã nói rồi, chúng ta phải học cách tự lập, không thể làm phiền ảnh nữa. Lừa em, chị chính là đang lừa em. Anh ấy vốn dĩ không chê chúng ta phiền. Anh ấy rất thích em mà, bây giờ em muốn đi tìm anh ấy đó. Không muốn ở đây chờ với chị đâu. Bây giờ chắc chắn anh ấy cũng đang đi tìm em. Quay lại cho chị. Em ghét chị. Mỗi ngày chị muốn làm gì đều không thèm nói cho em biết. Chị biết là muốn em nghe lời. Lúc nào cũng là em nghe lời chị thôi. Chị xin lỗi, chị xin lỗi, Y Luyến. Chị biết em rất hiểu chuyện và rất nghe lời. Nhưng mà thật sự em phải hiểu cho chị. Ở thành phố này hai chúng ta có thể sống tiếp được thật ra không dễ dàng. Chúng ta đều không có ai để dựa dẫm, chỉ có hai người chúng ta nương tựa nhau sống thôi à. Đợi sau khi em lớn rồi, chị sẽ giải thích tất cả mọi chuyện. Nhưng mà bây giờ chuyện trước mắt chúng ta phải làm là học cách tự lập, phải bắt đầu cuộc sống mới của chúng ta. Như vậy được không? Ngồi xuống nào. Ngoan. Alo, Y Nhiễm, tôi muốn nói chuyện với cô một lát, có tiện không? Hai chúng ta hiện tại không có gì để nói hết. Cô yên tâm đi, tôi với Thiên Lạc đã kết thúc. Tôi cảm thấy có vài chuyện vẫn là nên gặp mặt cô để nói trực tiếp. Hy vọng cô có thể đồng ý với tôi. Hiện tại không tiện. Cô ở đâu? Tôi đến tìm cô. Chuyện này tôi cảm thấy dính líu đến mấy người chúng ta. Không chỉ phải có trách nhiệm với chính mình, mà còn có trách nhiệm với người khác nữa, đúng không? Được thôi. Em xem hiện tại Thiên Lạc không nghe điện thoại, tin nhắn WeChat không trả lời. Chắc không xảy ra chuyện gì chứ? Chuyện này quá phiền phức, sớm biết như vậy đã không nói ra chuyện đó. Có lòng tốt lại đi làm chuyện xấu rồi. Chuyện này không thể trách anh được. Có một số chuyện biết sớm sẽ tốt hơn là biết muộn. Vậy em nói xem anh nên làm thế nào. Ngày mai hãy hẹn Thiên Lạc ra ngoài ăn cơm cùng đi. Hiện tại anh ấy nhất định rất cần anh. Nếu bây giờ đến nhà bọn họ tìm cậu ấy, em thấy thế nào? Cậu đã nói chuyện với Y Nhiễm chưa? Y Nhiễm dọn đi rồi. Còn mình lại thuộc về kiểu người khốn nạn như thế này đây. Đến chính mình còn không biết. Cho rằng bản thân chuyện gì cũng có thể xử lý được, kết quả thì sao? Không có trách nhiệm với Y Nhiễm, còn lôi vết sẹo nhiều năm nay của cô ấy ra phơi dưới ánh mặt trời. Mặc kệ người ta đau hay không, cậu nói xem mình đã làm chuyện gì đây. Chính là tôi rất có lỗi với hai người họ. Cũng có lỗi với Mai Lan đi. Cũng có lỗi đối với những người anh em nhiều năm nay của mình. Cậu nói xem con người của mình không phải thằng khốn nạn sao? Chuyện này cũng không thể hoàn toàn trách cậu. Chuyện cũng đều đã đến mức này rồi. Bây giờ cậu nghĩ đến những chuyện này cũng vô ích. Chuyện phải làm trước mắt là phải xử lý cho xong chuyện này. Mình cảm thấy Mai Lan Ni và Y Nhiễm đều có thể ôn hòa trước. Chủ yếu vẫn là cậu phải đi kiếm Thiếu Vũ nói rõ chuyện này.
Thiếu Vũ chắc chắn sẽ không chịu gặp mình đâu. Cho nên cậu càng phải đi tìm cậu ấy chứ. Tính tình cậu ấy không phải cậu không biết, không đi tìm cậu ấy cả đời sẽ không đếm xỉa. Về chuyện của cậu và Y Nhiễm, mình cảm thấy chuyện đó cũng không chỉ với một bàn tay mà đã làm được. Không thể hoàn toàn trách cậu. Chuyện này chắc phải trách mình. Người anh em à, nếu không phải do mình đưa ra những ý kiến tồi như thế, này sẽ không thể biến thành như hôm nay. Chuyện tôi nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy vẫn là cần gặp mặt cô để nói. Đầu tiên tôi muốn thừa nhận tình cảm của tôi với Thiên Lạc, thêm vào đó là những việc làm trước đó của cô. Nghi ngờ cô, cho nên tôi đã từng điều tra cô. Tôi biết. Ừ, lấm lem bùn đất như tôi, lại vào nhà một người đàn ông xa lạ mà sống như thế, cô cũng nghi ngờ tôi là điều bình thường. Nhưng tôi thật sự chưa từng nghĩ đến Thiên Lạc. Thiên Lạc có thể cùng với cô xảy ra chuyện đó. Thiên Lạc chưa nói hết với cô sao? Chuyện này luôn là nỗi lo lắng của Thiên Lạc. Tôi cũng là mới biết được chuyện này mà thôi. Nói thật, lúc đầu nghe rất khó chịu. Những điều này nói ra biết là sẽ không thích hợp lắm, nhưng tôi vẫn muốn nói. Cô có cách nhìn thế nào đối với chuyện này vậy? Cách nhìn của tôi sẽ ảnh hưởng đến cô sao? Có. Nếu như cô có thể để chuyện quá khứ trôi qua một cách thực sự, và lại có thể cùng Thiên Lạc bắt đầu một cuộc sống hạnh phúc mới, tôi sẽ chúc phúc cho hai người. Chuyện quá khứ vốn chẳng có quá khứ gì, cô đừng có khó xử nữa. Hai chúng tôi chưa từng xảy ra chuyện gì cả. Tôi với Thiên Lạc đêm đó chưa từng phát sinh bất cứ một mối quan hệ gì khác. Vậy vì sao cô phải lừa Thiên Lạc chứ? Lừa Thiên Lạc trong lòng tôi luôn cảm thấy áy náy. Anh ấy đối với tôi và Y Luyến đều rất tốt, cho nên tôi luôn cảm thấy tôi đang làm một chuyện rất không có đạo đức. Có thể rằng khi tôi nói ra cô sẽ không tin. Tôi đã luôn muốn tìm cơ hội chính miệng nói cho anh ấy biết chân tướng sự thật. Nhưng mà bởi vì có một vài băn khoăn, tôi cứ vậy chưa thể nói ra. Cô có băn khoăn gì thế? Tôi có thể nhìn ra được Thiên Lạc rất thích cô. Hơn nữa anh ấy chỉ thích một mình cô thôi. Cô biết không, có những lúc tôi thực sự rất ngưỡng mộ cô đấy. Có thể có được một người đàn ông tốt như thế. Bây giờ tất cả điều này vẫn chưa phải là muộn. Lâm tiên sinh, Đàm tổng đang rất bận. Lâm tiên sinh. Đàm tổng, tôi không cản được ảnh. Mình có chuyện muốn nói với cậu. Tôi không nói chuyện với cậu. Thiếu Vũ, cậu đi đi. Không đi đúng chứ? Không đi tôi sẽ gọi bảo vệ. Lâm tiên sinh, xin anh đừng làm ảnh hưởng đến công việc của chúng tôi. Cậu làm việc đi, mình ở ngoài đợi. Y Nhiễm, tôi luôn cảm thấy cô và Thiếu Vũ có phải rằng có tôi là muốn báo thù anh ta. Đáng tiếc vẫn chưa thể thành công được.
Tại sao cô lại muốn báo thù anh ấy thế? Hai chúng tôi đã từng yêu nhau. Lúc đó tôi luôn muốn được ở cùng anh ta. Hơn nữa, tôi cũng cảm thấy chúng tôi đối với nhau đều là thật lòng. Nhưng mà ngay lúc tôi đang đắm chìm trong mật ngọt như thế, bỗng nhiên anh ta lại biến mất. Tôi đã đi khắp nơi để tìm, nhưng đã không tìm được anh ấy chỗ nào cả. Sau này mới biết, anh ta đã yêu một người con gái khác, cho nên luôn trốn tránh tôi. Chuyện đó Thiếu Vũ không phải người như thế. Giữa hai người có phải đã có hiểu lầm gì không? Hiểu lầm? Nếu như có hiểu lầm, anh ta đã sớm tìm tôi rồi chứ. 7 năm rồi, đã tròn 7 năm. Tôi biến mất khỏi cuộc đời anh ta không hỏi tôi bao giờ. Còn không phải bởi vì tôi không nuốt được cục tức này nên đã về đây tìm anh ta sao? Anh ta có thể sẽ nghĩ rằng mãi mãi tôi sẽ biến mất khỏi đời anh ta. Có điều, chuyện này chỉ là anh ta tự hy vọng. Một người phụ nữ bị anh ta chơi chán rồi bỏ như tôi, nếu như có thể biến mất khỏi cuộc sống của anh ta, đó là chuyện tốt rồi. Y Nhiễm, tôi luôn có cảm giác cô đang mang theo điều gì đó trên người, nhưng tôi thật sự không ngờ được cô lại mang trên mình nhiều tình yêu và hận thù như thế. Những điều này đều là Đàm Thiếu Vũ mang đến cho tôi. Vậy cô tính bây giờ sẽ làm thế nào? Trước đây anh ấy còn làm nên những việc cay nghiệt như vậy. Y Nhiễm, có lẽ cô nên đi tìm anh ấy để chất vấn đi. Hôm nay tôi có thể đồng ý với cô ra đây gặp mặt, chủ yếu vì trong lòng tôi luôn cảm thấy rất hổ thẹn với Thiên Lạc. Tôi biết cô với Thiên Lạc là bởi do tôi mới phải luôn đè nén tình cảm với nhau. Tôi thực sự rất xin lỗi. Thiên Lạc, anh ấy là một người đàn ông tốt, rất lương thiện và có trách nhiệm. Cô nên đi tìm anh ấy để nói cho rõ. Tôi rất ngại để nói ra lời này. Cô hãy thay tôi chuyển lời đến ảnh, để anh ấy xóa bỏ được lo lắng. Hai người bắt đầu lại cuộc sống mới của mình đi. Chuyện này tôi nói thì có thích hợp không? Thích hợp chứ, rất thích hợp. Đây là sự thật ai nói cũng hợp cả. Mau đi đi. Vậy bây giờ nhanh đi tìm anh ấy đi, còn sững người ra đó làm gì? Đi đi. Đàm tổng, thế nào rồi, cõi đi chưa? Anh ấy vẫn đợi ở ngoài. Nói với cậu ấy tôi đã đi cửa sau rồi. Dạ vâng. Đàm tổng, trễ như vậy rồi sao anh còn chưa về? Lý Mật, không muốn về. Không muốn về. Không sao, không sao. Không cần đỡ, không sao cả. Ngồi đi. Ngồi đi. Anh đã uống nhiều như vậy rồi, hay là để tôi đưa anh về nhà? Không sao, không sao.
Hỏi một câu nhé, Lý Mật. Tôi không phải. Một người bạn của tôi, một người bạn của tôi, người anh em tốt nhất của cậu ta, cùng với người con gái mà cậu ta yêu, đã xảy ra quan hệ khác. Sau này người bạn này phải làm thế nào? Chuyện đó phải xem anh ấy có yêu người con gái này không. Cậu ta yêu đó, yêu hơn cả tính mạng. Tôi cảm thấy một người con gái sẽ không từ bỏ một người đàn ông yêu cô ấy hơn cả sinh mạng để lựa chọn bên cạnh một người khác đâu. Có lẽ người bạn này của anh vẫn chưa đủ tốt với người bạn gái của anh ấy. Không đúng, không đúng, hoàn toàn không đúng. Người bạn đời của tôi rất yêu cô gái đó, rất yêu. Cậu ấy cũng không làm gì sai. Trên cuộc đời này không có bất cứ ai hiểu rõ người bạn này hơn tôi cả. Không ai hiểu rõ bằng tôi. Trong lòng cậu ta rất đau khổ, rất rất khổ, nhưng lại không thể nói cho ai biết. Chỉ có thể tự đè nén hết tất cả nỗi khổ này ở đây mà thôi. Chính là đè nén ở đây, cô biết không? Đàm tổng, vậy chuyện này là xảy ra lúc bọn họ ở cạnh nhau hay là sau khi chia tay? Sau khi chia tay. Nếu mà nói như vậy, đâu được coi là phản bội đâu chứ. Suy cho cùng, người con gái này lúc đó đã được tự do. Hơn nữa, anh có từng nghĩ đến, có lẽ là do cô gái này đang giận chàng trai kia, hoặc giữa bọn họ đang có sự hiểu lầm nào đó. Tôi cảm thấy chuyện này đều rất là khó nói. Anh nên cố gắng đi khuyên người bạn đó của anh. Không có hiểu lầm cũng chẳng có lời khuyên nào cả. Tóm lại, một người con gái phản bội tình yêu mãi mãi sẽ không thể được tha thứ. Đây đâu phải là phản bội, đây chính là phản bội. Là phản bội. Cô đi đi. Cô đi đi. Tôi không sao, cô đi đi. Số máy bạn đang gọi hiện không liên lạc được. Có ai ở nhà không? Thiếu Vũ, có vài chuyện chúng ta có thể gặp mặt nói rõ ràng được không? Nếu như gặp mặt nói rõ rồi, mình nghĩ sau này mình sẽ không đến làm phiền cậu nữa. Mình biết bây giờ mình có nói gì đi nữa cũng đều là dư thừa, nhưng mình có một chuyện vẫn chưa thể hiểu được. Mình muốn đến hỏi cậu, hôm đó cậu đấm mình là cho thấy bây giờ cậu vẫn còn yêu Y Nhiễm sao? Phải.
mình xin lỗi, mình thật sự không biết cậu với Y Nhiễm. Tất cả những chuyện này đều quá đường đột. Mình càng không biết giữa cậu và Y Nhiễm đã có khoảng thời gian bên nhau. Cũng không ngờ được bây giờ cậu còn yêu cổ. Nếu cậu đã là bạn tôi, vậy vì sao từ đó giờ không nghe lời khuyên của tôi? Lời khuyên gì? Tôi đã rất nhiều lần cảnh cáo cậu. Tôi đã nói người phụ nữ như Y Nhiễm này lòng dạ mưu toan, mê thích hư vinh, tôi từng nói rồi mà. Cậu vì sao lại nói quấy như thế? Vì sao lại nói hả? Cô ta không phải loại phụ nữ này sao? Vì những thứ mình muốn có thể bằng mọi giá, chuyện gì cũng dám làm, bao gồm cả chuyện lên giường với cậu. Tôi dám đảm bảo tất cả chuyện này không phải ngẫu nhiên, cô ta đã tính toán kỹ lưỡng rồi. Hôm đó cậu nói Y Nhiễm nặng lời như thế, giữa hai người trước đây đã từng xảy ra chuyện gì sao? Cũng đã nói đến mức này rồi, có một số chuyện tôi không muốn giấu cậu nữa. Phải, tôi và Y Nhiễm trước đây quả thật đã từng bên nhau, là chuyện của 8 năm về trước. Vào lúc đó tôi với cô ta đã đăng ký kết hôn, đang chuẩn bị làm hôn lễ, thử cả váy cô dâu rồi, cô ấy đột nhiên biến mất. Đột nhiên? Là như vậy đó. Biến mất hoàn toàn khỏi cuộc đời của tôi. Sau đó tôi mới biết cô ta đã lấy của gia đình tôi một khoản tiền rồi trốn chạy. Cho nên tôi nói cô ta đến bên cạnh tôi chính là vì tiền, còn đến với cậu cũng là vì tiền như vậy thôi à? Cậu nói cô ấy là vì tiền sao? Đúng. Cô ta ngoài mặt thì giả vờ như không quan tâm vật chất, nhưng mà trong lòng căn bản rất để tâm đến tiền, rất rất để tâm. Trong một khoảng thời gian rất lâu, tôi đều không dám tin tôi đã yêu một người phụ nữ như thế. Nhưng mãi đến một ngày, từ lúc có người lấy hóa đơn chuyển khoản chứng minh cho tôi xem, tôi mới biết cô ta chính là loại người này. Vậy nhiều năm như thế, cậu vẫn chưa yêu thêm bất kỳ một ai cũng là vì cô ấy sao? Tôi không biết. Dù sao nhiều năm nay trong lòng tôi cũng không có ai khác. Có lẽ tôi đã bị tổn thương về mặt tình cảm. Có lẽ vì trong lòng tôi còn cô ấy. Tóm lại trước khi gặp lại, trong tận đáy lòng tôi đã rất nhiều lần nghĩ đến viễn cảnh lúc gặp lại cô ta. Tôi đang nghĩ có lẽ có thể cô ta sẽ cho tôi một lời giải thích. Nhưng kết quả thì sao? Xuất hiện ở bên cạnh cậu theo cách như thế này, ở bên cạnh cậu, sắp kết hôn với cậu, còn nhân lúc cậu say lên giường với cậu nữa chứ. Tất cả những chuyện này đã phá vỡ đi chút hy vọng sau cùng còn lại trong tôi. Cô ta chính là người phụ nữ như thế. Tôi cũng chính vì người phụ nữ này đã đau lòng suốt 8 năm rồi. Vậy Y Nhiễm tiếp cận mình cũng là vì tiền của mình sao? Chẳng lẽ không phải? Cậu nói xem Lâm Thiên Lạc, cậu không thử nghĩ xem vì sao cô ta cùng với Y Luyến lại đến nhà cậu để ở? Vì sao nội của cậu lại thích cô ta như vậy? Vì sao cô ta nhân lúc cậu say để lên giường cậu? Còn nữa, vì sao cô ta lại làm cho cậu phải luôn tách khỏi người con gái mà cậu yêu là Mai Lan đi chứ, để lựa chọn kết hôn với cô ta? Cậu nói đi, Lâm Thiên Lạc. Cậu chính vì đã vì một người con gái như thế, một người lòng dạ mưu toan, mà từ bỏ người con gái mà bản thân cậu yêu thực sự.
Chuyện gì cậu cũng có thể làm rất tốt, cậu rất thông minh, nhưng lại không nhận ra được chuyện này. Cậu kém quá đó. Thiên Lạc, anh với Yên Nhiễm đều chưa xảy ra chuyện gì hết. Hai người chưa có chuyện gì với nhau cả. Cái gì? Hai người chưa từng xảy ra chuyện gì hết. Chính miệng Yên Nhiễm đã nói với em, tối hôm đó anh uống say, cô ấy chỉ là dìu anh đến trên giường của cô ấy thôi, còn cô ấy ngủ ở trên sofa. Hai người chưa có chuyện gì xảy ra cả. 2 bọn anh chưa xảy ra chuyện gì đúng không? Phải. Cô ấy lừa anh. Lừa anh mãi từ đó đến tận bây giờ. Chuyện này Yên Nhiễm có chỗ không đúng, nhưng cũng không thể hoàn toàn trách cô ấy được. Tất cả là do Đàm Thiếu Vũ, cho nên mới thế đó. Trước hôm nay em đều chưa từng nghĩ rằng Đàm Thiếu Vũ là người như thế. Không đúng. Cô ấy đã nói với em Đàm Thiếu Vũ như thế nào? Đàm Thiếu Vũ năm đó đã yêu một người khác, nhờ người đưa cho Yên Nhiễm một khoản tiền, bảo cô ấy rời khỏi thành phố này. Thật vô liêm sỉ. Số tiền này, tiền có thể đổi lấy tất cả sao? Thật là. Anh thì lại không hiểu nha, vì sao đến bây giờ cô ấy vẫn còn lừa dối chứ? Em đã bị cô ấy lừa rồi biết không? Đàm Thiếu Vũ không phải loại người đó. Cô ấy không có lý do gì lừa em cả. Cô ấy nói về đây chính là để báo thù mà. Một người con gái có thể mang nhiều oán giận như vậy, trăm phương ngàn kế, anh nghĩ xem hận thù lớn bao nhiêu. Anh vừa mới nói chuyện với Đàm Thiếu Vũ về, cậu ấy đã nói với anh rất nhiều. Năm đó Yên Nhiễm đã lừa hôn trước khi kết hôn, lấy được một khoản tiền rồi bỏ chạy. Thiếu Vũ cứ mãi tìm cô ấy nhưng không tìm được. Sau này đến khi cầm được hóa tiền chuyển tiền rồi, cậu ấy mới biết cô ấy vẫn rất thích tiền, đã lừa được một khoản tiền rồi. Không thể nào, Yên Nhiễm không có lừa em đâu, em có trực giác vậy mà. Anh làm anh em với Đàm Thiếu Vũ nhiều năm nay, cậu ấy thế nào anh không biết sao? Cậu ấy không thể đổ nước dơ lên đầu một người phụ nữ được, càng huống hồ người phụ nữ này, cô ấy là người rất thích tiền. Không, về chuyện đó Yên Nhiễm thực sự rất đáng thương. Anh thường nghĩ xem tính cách của cô ấy dịu dàng như thế, suốt nhiều năm nay bất cứ chuyện gì cũng tự mình chịu, tự mình ôm lấy tủi thân. Trên đời này thật sự không có người phụ nữ nào có tính cách như vậy đâu. Nhất định là trong cuộc sống bị nhiều thứ chà xát mới thành ra như vậy đó. Em không cần thay anh giải thích cho cô ấy. Thiếu Vũ là một người rất chung thủy, đã yêu cô ấy sâu đậm như vậy, cô ấy lừa dối cậu ấy đến bây giờ. Em nhìn anh nè, cậu ấy cũng lừa anh sao? Lừa dối anh đến tận bây giờ sao? Anh bị cô ấy lừa đến mức đau khổ còn luôn dằn vặt đây nè. Anh dằn vặt thứ gì chứ? Anh dù sao nói thế nào đi nữa cũng chính là lỗi của Yên Nhiễm. Sao lại chính là đàn ông đều tùy tiện ích kỷ như vậy sao hả? Có biết là trong tình yêu người bị tổn thương nhiều nhất, hy sinh nhiều nhất, si tình nhiều nhất luôn là phụ nữ không? Em dựa vào đâu mà nói trong phương diện tình cảm người si tình nhiều nhất là phụ nữ chứ? Các em ngày nào cũng hô hào bình đẳng, còn kêu gào bọn anh gia trưởng. Bọn em vì sao ở trong phương diện tình cảm không lấy mình đặt đúng vị trí trước đi? Hãy đặt mình vào đúng vị trí của người yếu thế trước đi. Xét về phương diện tình cảm này không có khái niệm phân biệt, chỉ có nhân phẩm không tốt thôi, em biết chưa? Sao em cảm thấy nói đến chuyện này anh gay gắt vậy hả? Anh đó, anh gay gắt làm gì? Em hỏi anh nè, nếu như Yên Nhiễm muốn lấy tiền đi rồi, bây giờ quay về làm gì? Đơn giản vậy cũng không hiểu sao? Vậy em dựa vào gì mà nói Đàm Thiếu Vũ đã phản bội Yên Nhiễm? Anh hỏi em đó, suốt mấy năm nay bên cạnh Đàm Thiếu Vũ có người con gái nào không? Có không? Cậu ấy sao có thể là loại vong ân phụ nghĩa, thích mới nới cũ như Yên Nhiễm nói được? Em đó, em mới bị Yên Nhiễm lừa rồi, không có chút lập trường chủ kiến nào hết đó. Em Lâm Thiên Lạc nha, giữa đêm em đã có thiện ý qua đây tìm anh. Em không có lập trường hả? Được, sau này anh làm gì không làm gì, em ăn no rửng mỡ không quản nữa. Không phải em sồn sồn lên với anh sao? Alo, em đâu rồi? Sao đã hẹn đi xem phim rồi không thấy em đâu? Máy tính hư rồi. Không phải chứ,
Vậy em có biết vấn đề ở đâu chưa? CPU hả? Vậy được, như thế này đi, em cứ đợi anh 40 phút nữa anh đến đó. Còn em hãy xuống dưới đón anh. Được, được. Alo, ai vậy? Thiên Lạc. Anh đang làm gì vậy? Em rất nhớ anh đó. Y Luyến, em đang ở đâu thế? Em đang ở trong khách sạn. Thiên Lạc à, em rất nhớ anh. Chị ấy lại không cho em gọi điện cho anh. Chị ấy đã ra ngoài mua đồ rồi. Em mới lén gọi điện cho anh được. Hiện tại em có ổn không? Em rất ổn. Chỉ là em rất nhớ anh mà thôi. Anh cũng nhớ em nữa. Em nhớ món thịt kho tàu mà anh nấu cho em, kể cả món mì mà anh nấu nữa. Còn muốn cùng anh cưỡi ngựa nữa. Anh cao cao, ai cõng em đều không có nhìn được xa như khi anh cõng. Vậy anh đến đó thăm em được không? Dạ được. Vậy hãy nói cho anh biết địa chỉ cụ thể em đang ở đi. Em không biết. Để em tìm thử. Được. Tìm được rồi. Đây là bức thư của khách sạn. Để em xem thử. Được. Chậm quá, em không nóng lòng sao mà còn chậm thế? Em thế này còn không nhanh sao? Hãy nhìn xem những trang bị anh chuẩn bị cho em thế nào. Anh nhặt mấy cái đồ rách nát này ở đâu ra vậy? Rách nát gì chứ? Đây đều là bảo bối của anh đó. Anh đã tháo từ máy tính trong nhà anh ra đó. Đây gọi là chuyên nghiệp thôi, đừng nói nữa. Giúp em xem từ máy tính này rốt cuộc bị bệnh gì đi. Hư rồi. Sao em lại đưa một chiếc iPad? Sao vậy? Anh còn cho rằng là máy tính để bàn nữa chứ. Những thứ anh mang theo đều để sửa mấy bàn. Vậy anh có thể sửa được không vậy? Anh chưa từng sửa qua iPad bao giờ. Anh không biết sửa. Gặp em còn ồn ào gì chứ? Không không, em đợi đã. Em như thế này anh biết là em rất gấp. Hay như vậy đi, bây giờ anh cùng em đến chợ máy tính. Có một người anh em ở đó, chắc chắn có thể sửa giúp em. Đến đó sửa, anh trả tiền cho em được không? Không cần anh trả tiền, anh chỉ giải khoác lát. Đâu có, anh có khoác lát đâu anh. Anh biết sửa thật mà. Em đợi đã. Anh cũng khó lắm mới đến được đây mà. Em không nói được câu cảm ơn. Nè nè nè, em đợi đã. Thiên Lạc. Mới xa anh 2 ngày, em đã nhớ anh siêu bất khả chiến bại rồi. Anh cũng nhớ em siêu bất khả chiến bại. 2 ngày nay em có nghe lời không? Có chăm chỉ học không? Không sót ngày nào. Mỗi ngày 25 từ mới. Còn nữa, em đã thuộc 2 bài đọc rồi. Lát nữa đọc cho anh nghe. Thật sao, Y Luyến? Anh... sao anh tìm được đến đây? Y Luyến, có phải em gọi điện cho Thiên Lạc không hả? Em chỉ nói với anh ấy là em nhớ ảnh thôi. Chuyện này không trách Y Luyến được. Giờ tôi khăng khăng hỏi hai người đang sống ở đâu. Tại vì tôi có vài chuyện muốn hỏi cô. Hôm khác đi, anh về đi. Y Luyến qua đây. Trốn tránh sẽ không giải quyết được bất kỳ chuyện gì. Hơn nữa không phải cô nên chịu trách nhiệm cho hành động của mình sao? Y Luyến tự về phòng trước đi nhé. Cầm cái này lên trên ăn đi nào. Ngoan.
Mấy ngày nay tôi đã nghe được rất nhiều chuyện khiến tôi rất khó nguôi ngoai. Đầu tiên là thân phận của cô. Cô đã lừa dối tôi. Sau đó là vào hôm tôi uống quá chén, cô lại lừa tôi tiếp. Mà Lan Ni nói với tôi tất cả những chuyện cô làm đều vì có nỗi khổ tâm. Cô có thể nói cho tôi biết đó là nỗi khổ gì không hả? Là vì nỗi khổ tâm gì khiến cho cô bất chấp mọi thứ, bất chấp cảm nhận của người khác, coi chúng tôi như một kẻ ngốc và chơi đùa xoay vòng như thế. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi cũng chỉ là muốn báo thù Đàm Thiếu Vũ. Nhưng trong khi tôi làm tổn thương anh, tôi thực sự xin lỗi. Thật ra trong lòng tôi đã rất dằn vặt, nhưng mà tôi từ đầu đến cuối chưa tìm được một cơ hội mở miệng với anh. Cô tiếp cận tôi cũng chính là vì mong muốn làm tổn thương Đàm Thiếu Vũ. Cô nhìn xem Đàm Thiếu Vũ của hiện tại, cậu ấy đã một mình bao nhiêu năm nay, từ chối tất cả những người lại gần bên. Cô cảm thấy cậu ấy vẫn đáng để bị tổn thương như vậy sao? Tôi không hiểu rốt cuộc các cô đang nghĩ thứ gì. Hơn nữa Thiếu Vũ đã nói với tôi rồi, lúc đó là bởi vì cô làm tổn thương cậu ấy trước. Tôi làm tổn thương anh ấy, làm tổn thương anh tôi thừa nhận và tôi rất áy náy. Nhưng còn Đàm Thiếu Vũ, anh ta không ngần ngại giả làm một kẻ phải chịu tổn thương và đi nói với anh tôi tổn thương anh ta sao? Làm đó nha, anh ta đã mặc kệ tất cả những gì tôi làm, bây giờ còn quay lại trách cứ đổ lên đầu tôi sao? Bây giờ anh chạy qua đây chính là muốn giúp anh ta dương cao chính nghĩa có phải không? Các anh coi tôi là thứ gì vậy? Coi tôi như một người có thể tùy tiện xúc phạm vu cáo người khác sao? Cậu nói xem, Y Nhiễm có thể lừa mình không? Bởi vì theo Thiên Lạc nói là một kiểu khác. Anh ấy nói Y Nhiễm lừa hôn, còn lấy đi một số tiền lớn. Thiên Vũ vì chuyện này mà tinh thần sa sút trong một thời gian dài. Mình cảm thấy Thiếu Vũ không giống như đang nói dối. Mình cảm thấy Thiếu Vũ cũng không phải kiểu người hay nói dối đâu. Vậy thì chẳng lẽ Y Nhiễm nói dối sao? Mình cảm thấy hai người bọn họ chắc chắn là có hiểu lầm nhau. Vậy là hiểu nhầm gì chứ? Đã nói nửa ngày cậu nghe hiểu rồi chứ? Dù sao thì chuyện cũng đã như vậy. Mình nhìn thấy Y Nhiễm của hiện tại rất hận Đàm Thiếu Vũ đó. Bây giờ mình đã quá rối. Cậu nói xem rốt cuộc đây là chuyện gì? Theo lý mà nói, Y Nhiễm cô ấy có lẽ không phải người như thế. Nhưng mà cậu nói xem, Y Nhiễm đã lừa cậu. Chúng ta rất khó tin lời cô ấy. Nghĩ kỹ lại, lý do mà cô ấy lừa cậu là vì cái gì? Là Đàm Thiếu Vũ. Cho nên truy xét ngọn nguồn thì trong chuyện này có thể có ẩn tình gì đó. Cậu khiến tôi mơ hồ luôn rồi. Cậu thẳng thắn cho tôi biết làm sao mới có thể làm rõ được chuyện này. Cách duy nhất là cho hai người ai cũng cho mình đúng đó gặp nhau. Như vậy mới có thể biết được ai nói thiệt. Thiếu Vũ, những gì hôm đó mình nói với cậu có phải vẫn chưa đủ rõ không? Nên hôm nay cậu còn muốn đến đây. Mình có chuyện gấp muốn tìm cậu. Nói đi. Mình muốn nói cho cậu biết, cái chuyện mà cậu lo lắng đó không có xảy ra. Mình không hiểu ý cậu. Mai Lan Ni đã đi gặp Y Nhiễm. Y Nhiễm nói với cô ấy rằng giờ tối hôm mình uống say đó, mình và cô ấy chưa xảy ra bất cứ chuyện gì cả. Chuyện này mình cũng đã tìm gặp Y Nhiễm để đối chứng rồi. Chính xác là chưa xảy ra chuyện gì cả. Cô ấy chỉ bị chuyện để lừa chúng ta. Cậu hôm nay đến đây là muốn nói với mình chuyện này hả?
Mình muốn nói cho cậu biết, nếu như cậu có nút thắt gì, bây giờ cậu có thể cởi nó ra rồi. Chuyện này không liên quan đến mình. Mình không hứng thú. Mình cảm thấy bây giờ cậu nên đi gặp cô ấy nói chuyện rõ ràng. Mình nghĩ giữa hai người có lẽ đã có hiểu nhầm gì đó rồi, bởi vì Y Nhiễm đã nói cho mình một phiên bản khác của câu chuyện. Mình không đi gặp cô ấy. Lâm Thiên Lạc, mình nói rõ với cậu lần nữa, mình với Y Nhiễm không còn chút dính líu nào cả. Xin cậu sau này đừng nhắc đến cô ta. Nếu cậu còn nhắc, tình bạn chúng ta chấm dứt, hiểu chưa? Mình đã nói xong rồi, mời cậu ra ngoài. Đừng làm ảnh hưởng công việc của mình nữa. Làm gì vậy? Bộ không có tên à? Mai đại tiểu thư, anh sai rồi được chưa nào? Hôm đó anh có thái độ không tốt, không nên nói năng công kích em như thế. Bây giờ anh chính thức xin lỗi em. Em là đại nhân, đừng chấp với tiểu nhân nữa. Được thôi, biết sai thì tốt. Em với anh cũng không phải là quen biết thông thường. Được, được, được. Nói đi, tìm em làm gì? Còn có chuyện gì được nữa? Chuyện của Đàm Thiếu Vũ và Y Nhiễm đó. Anh đã nói chuyện với Ngải Bảo rồi. Hai bọn anh đều cảm thấy chuyện này phải giải quyết. Em với Hạ Đan cũng nói chuyện với nhau, cậu ấy cũng thấy vậy. Anh nghĩ thế này, anh thấy thế nào cũng phải tập hợp bốn người chúng ta lại, nói ra những gì cần nói cho rõ ràng. Hết những gì cần nói, Y Nhiễm chắc chắn không ra đâu. Phải, Đàm Thiếu Vũ nếu hẹn thì cũng sẽ không ra. Vậy anh nói vậy để làm gì? Anh nghĩ rằng chúng ta mỗi người hẹn một người, sau đó làm như là gặp mặt ngẫu nhiên, tập hợp bốn người lại một chỗ, chẳng phải đã được rồi sao? Anh thông minh quá nha. Không không không, vẫn thua em à. Để anh tìm chỗ, sau đó chúng ta sẽ bàn bạc thời gian và địa điểm ha. Được, chị mời cô. Cô giáo Tiết à, em đến rồi, anh về đi. Cô giáo Tiết, gần đây em có chuyện gì đúng không? Có, chắc chắn có. Hay là nói cho anh nghe đi, nếu không anh về nhà không ngủ ngon được. Em thật sự không có chuyện gì, anh yên tâm. Em có chuyện gì thì nói cho anh biết đi, chúng ta có thể cùng nhau nghĩ cách phải không nào? Em nói đi. Em gần đây em cần một khoản tiền. Tiền lương của em, tiền học bổng, tiền nhuận bút cho tất cả các bài luận văn nữa, cộng lại vẫn là không đủ. Em cần bao nhiêu tiền thế? 100.000. 100.000? Nhiều như thế sao? Vậy có cần anh nghĩ cách giúp em không? Không cần, không cần. Em không phải ý đó. Không phải, vậy anh có thể hỏi em là số tiền này em dùng để làm gì được không? Em không thể nói với anh được. Thôi anh nhanh về đi, thật mà em không sao, anh đừng lo nữa. Nhanh đi đi nào. Em đi lên đây. Cô giáo Tiết à, có chuyện gì thì nhớ gọi điện cho anh nha. Thế nào rồi, đã đến chưa? Anh vừa gọi điện cho cậu ấy xong, bây giờ anh sẽ xuống dưới đón cậu ấy lên. Được, lát nữa anh nhớ chặn cửa lại. Em sợ Y Nhiễm, cô ấy sẽ ra đây. Yên tâm, em hãy nhớ, anh chỉ cần ho một tiếng, đó chính là ám hiệu. Em hãy bắt đầu hỏi. Được, đi đi, anh đi đón cậu ấy lên. Những lời khách sáo mình đã nói với cậu hết rồi. Cậu hôm nay chịu đến, mình thực sự rất vui đó. Vì sao lại lựa chọn nơi này? Chỗ này là do một người bạn của mình mở, cứ kêu mình tới ăn thử các món này kia. Nói gần đây đã có đầu bếp mới. Chẳng phải đã hẹn cậu đến đây đó sao? Nào ngồi xuống đi. Chỉ là phòng này xung quanh rất là yên tĩnh, nói chuyện không có bị ai quấy rầy cả. Yên tâm nói chuyện, yên tĩnh, có thể nói mọi thứ. Nhưng có những chuyện có thể nói, có những chuyện thì miệng nói. Như thế này đi,
cậu xem gọi món trước đi nè. Lát nữa rượu với đồ ăn đến rồi, chúng ta từ từ nói nha. Mình đi vệ sinh một chút. Nào, uống nào. Chuyện đó, hai người gặp nhau như thế nào? Khi học đại học, hai chúng tôi cùng đăng ký một lớp tiếng Pháp, được thầy phân vào cùng một tổ luyện tập đối thoại tiếng Pháp. Đã quen nhau như vậy đó. Rồi sau đó, Đàm Thiếu Vũ, con người này không quá thích nói chuyện. Thật ra lúc đó tôi rất không muốn được phân cùng tổ với ảnh. Nhưng mà sau này tôi mới biết, thật sự anh ấy nói tiếng Pháp rất là giỏi nha. Anh ấy không nói chính là muốn để cho tôi được luyện tập nhiều hơn. Chúng tôi cùng nhau luyện nói, anh ấy thì nghe, tôi nói anh ấy nghe. Thật ra người giống như anh ấy ở trong trường rất là được hoan nghênh, con gái chủ động theo đuổi anh ấy đặc biệt rất nhiều. Vậy còn anh ấy đã trúng tiếng sét ái tình với cô à? Có lẽ là thế. Dù sao thì tôi cũng cảm thấy ánh mắt anh ấy nhìn tôi không giống khi nhìn người khác. Tôi cũng từng hỏi vì sao anh lại thích em. Anh ấy nói bởi vì tôi không giống như những cô gái khác, có kiểu tính cách dĩ hòa vi quý. Có phải khi đó người đàn ông nào cũng sẽ nói như thế không? Rồi sau đó hai người đã đến với nhau như thế nào? Vào ngày lễ tình nhân, anh ấy đã mời tôi đi xem một bộ phim Pháp. Trên đường về nhà, anh ấy đã nắm tay tôi. Bắt đầu từ khoảnh khắc đó, chúng tôi đã ở cạnh nhau. Tốt quá, rất lãng mạn nha. Lúc học đại học, hai chúng tôi có rất nhiều sở thích giống nhau. Chúng tôi đã cùng nhau đi nghe nhạc, cùng nhau đi xem kịch. Tôi luôn cảm thấy không bao giờ hết chuyện để nói với anh ấy. Thật ra con người của anh ấy cũng rất chu đáo, rất biết cách chăm sóc người khác. Có một lần tôi đến ngoại ô leo núi, tôi đã bị trẹo chân. Anh không nói lời nào liền cõng tôi lên lưng chạy xuống núi. Lúc này nếu đi bộ là mất tầm 4 tiếng. Đợi đến lúc đến bệnh viện, anh ấy cũng bị say nắng. Lúc đó tôi rất đau lòng. Anh ấy đối với cô thực sự rất tốt. Sau đó anh ấy bị sốt cao, trong lòng tôi vô cùng dằn vặt. Tôi biết anh ấy từ nhỏ đến lớn chưa từng chịu khổ như thế. Nhưng anh ấy đã sẵn lòng chịu khổ vì tôi. Sau đó anh ấy tỉnh lại, còn dặn tôi không được nói cho mẹ của anh ấy biết. Mà phải nói là chúng tôi vẫn còn đi chơi ở bên ngoài. Thật ra tôi biết anh ấy vì sợ trong lòng tôi khó xử mới cố ý không nói với mẹ mình. Hai người khi đó chắc chắn đã yêu nhau rất rất nhiều đó. Sau đó, tốt nghiệp xong anh ấy cầu hôn tôi. Tôi không chút do dự, liền đồng ý. Hai người đã kết hôn rồi sao? Phải. Tôi còn nhớ vào hôm đăng ký kết hôn đó, ánh nắng rất đẹp. Anh ấy đã đứng dưới ánh nắng nhìn tôi, cười và nói, hãy cưới anh nha. Yên tâm đi, anh sẽ dùng cả cuộc đời này để đối tốt với em, dùng cả đời chăm sóc em. Nhưng mà không ngờ rằng mọi thứ thay đổi nhanh quá. Cô làm sao cảm nhận được cái đấy thay đổi? Tôi chẳng phải đã nói với cô rồi sao? Anh ấy đã yêu người con gái khác, rồi ép tôi ra đi. Sau đó cô đã thay đổi họ tên, sửa hết tên họ của mình. Khi đó tôi cảm thấy trời như sụp xuống vậy. Trong thế giới của tôi chỉ còn trắng và đen, không còn màu sắc nào nữa. Khi đó tôi cảm giác như Thượng Văn Phương đã chết rồi. Tôi chỉ có sửa lại họ tên mới có thể bắt đầu lại cuộc đời của mình thôi. Theo như câu chuyện mà cô kể, tôi cứ cảm giác nửa khúc trước đúng là Đàm Thiếu Vũ mà tôi quen, nửa khúc sau cảm thấy lại không giống anh ấy. Các cô mới quen biết anh ấy chưa bao lâu, tôi đã biết rất lâu, chẳng lẽ chưa nhìn rõ bộ mặt thật của anh ta sao? Các cô sao có thể hiểu rõ được hết anh ta? Hơn nữa, các cô đừng bị vẻ ngoài của anh ta đánh lừa.
Cô lừa dối thì thôi đi, có cần phải bôi đen tôi như vậy không? Chuyện đó, Y Nhiễm, là như thế này. Thiên Lạc, anh mau vào đây đi, Y Nhiễm sắp đi rồi. Đừng đi, đừng đi. Cô xem, cô hôm nay cũng đã đến đây rồi. Lời cũng nói đến mức này rồi, sao không thể nói ra hết? Thiếu Vũ, Y Nhiễm, cuộc gặp hôm nay là do tôi và Mai Lan Ni cố tình sắp xếp. Hai người lúc bình thường luôn né tránh đối phương, không ai chịu nói. Hôm nay có thể ngồi lại, có chuyện gì cởi mở, nói hết đi được không hả? Chuyện đó, vậy để tôi nói trước. Câu chuyện mà hai người nói, nó là hai phiên bản khác nhau. Thiên Vũ nói với Thiên Lạc là một phiên bản. Chuyện cô nói với tôi là một phiên bản khác, hoàn toàn không giống. Chúng tôi thực sự không biết đâu là thật. Năm đó, cô ở bên cạnh tôi chẳng phải vì tiền sao? Lúc chia tay cô đã lấy đi một khoản tiền. Cô có gì mà ngại thừa nhận chứ? Lần này cô quay lại là vì thứ gì? Chắc không phải vẫn là vì tiền chứ? Tôi thật sự muốn biết, một người con gái mê vật chất như cô, tiền đối với cô mà nói rốt cuộc bao nhiêu mới đủ hả? Thật sự chẳng ngờ là cho đến bây giờ anh vẫn còn lật ngược lại nói thành không. Lúc đó tôi chẳng suy nghĩ gì đã chấp nhận cưới anh. Nhưng anh đối với tôi thế nào? Anh một bên thì đi lừa tình cảm của tôi, một bên đi tìm cô gái khác. Nếu không phải có người nói cho tôi biết sự thật, tôi sẽ mãi chẳng biết gì. Anh có biết lúc đó tôi đau khổ thế nào không? Anh có biết bao nhiêu năm nay tôi đã sống thế nào không? Anh có từng tìm hiểu không? Anh từng ân hận chưa? Thật sự tôi có nằm mơ cũng không ngờ được, cho đến hôm nay anh cũng không có một chút thành ý nhận lỗi nào. Nếu đã như vậy, chúng ta cũng chẳng còn gì để nói. Tôi cũng không muốn phải gặp anh nữa. Đừng, nào, bình tĩnh. Cô nhìn xem, cậu nhìn xem. Hai người đã nói hai phiên bản hoàn toàn khác nhau. Cậu nói cô ấy lừa dối cậu, cô ấy thì nói ngược lại. Tôi nghĩ trong chuyện này chắc chắn có một hiểu lầm gì đó. Thật đó. Chúng ta hãy bình tĩnh phân tích chuyện này cho rõ ràng. Đúng đó. Y Nhiễm, cô vừa rồi cô đã nói có một người nói với cô Đàm Thiếu Vũ đã ở bên cạnh một người con gái khác. Cô có thể nói cho chúng tôi biết người này là ai không? Người này tôi không quen, nhưng tôi đã nhìn thấy cô ta. Cô ta chính là người ở trong công ty của bọn họ. Cô đừng bịa chuyện nữa. Công ty chúng tôi không có người này, không có ai hết. Tốt nhất hãy thừa nhận cô đã cưỡng tiền và bỏ đi đi. Khốn nạn Đàm Thiếu Vũ, sau này tôi không muốn gặp lại anh nữa. Y Nhiễm, nghe tôi nói. Y Nhiễm, cô đừng đi. Y Nhiễm, nghe tôi nói đi. Chúng ta không thể bình tĩnh nhã nhặn ngồi giải quyết xong chuyện này sao? Cô cũng thấy rồi đó. Không phải tôi không muốn nói, cứ mở miệng là anh ta nhận định nói tôi lừa anh ta. Tôi còn cách gì nữa đây chứ? Có lẽ vì hai người thực sự có hiểu lầm gì đó rồi. Tôi không muốn vướng víu vào vấn đề này nữa. Kết thúc ở đây đi. Chẳng lẽ cô chưa từng nghĩ đến sẽ quay về lại như trước kia sao? Tôi đã không còn ôm ảo tưởng đó nữa. Về việc cô đã chịu đựng rất nhiều và quay lại đây vì điều gì? Tôi nghĩ rằng mình có thể nhìn thấy anh ấy ôm một chút ân hận nào đó. Tiếc là tôi quá ngây thơ. Cô còn yêu Thiếu Vũ phải không? Không còn yêu từ lâu rồi. Thiếu Vũ à, cậu đó. Cậu có thể kiềm chế cảm xúc của mình lại một chút được không hả? Mình cảm thấy Y Nhiễm chắc chắn là có ẩn tình. Chúng ta nên nghe cô ấy nói xong đã. Cô ta thì ẩn tình gì? Cô ta đang bịa chuyện, mình không nghe lọt tai được câu nào. Nhưng vấn đề là bây giờ câu chuyện hai người kể là hai phiên bản khác, phải chứ? Đều không có chứng cứ. Cô ấy nói cậu nói dối, cậu nói cô ấy nói dối. Bọn mình tin ai? Mình nghĩ chúng ta nên bắt đầu ra tay từ chỗ cái người mà cô ấy nói. Lâm Thiên Lạc, công ty của mình không có người này, cậu nghe hiểu không? Không có người này. Đừng vội, cậu xem cậu cứ vội vàng kia. Giả sử nói, thử tin Y Nhiễm một lần. Nếu như người này là ở trong công ty của cậu, cậu nghĩ xem người này dám đứng ra làm chuyện này, vậy thì mục đích là gì? Đây là giả thiết của cậu, tôi không biết. Cậu nói cho tôi biết người đó vì sao có mục đích đó đi được không? Người đó có phải chịu sự sai khiến của ai không hả? Tất cả người trong công ty mình đều nghe lời mình. Mình không nói khoác đâu, không ai dám làm chuyện đó cả.
Mình xin đưa ra một giả thiết mạnh bạo hơn. Cậu có nghĩ chuyện này, cậu thấy có liên quan đến mẹ của cậu không hả? Không phải chứ, chuyện này liên quan gì đến mẹ mình? Mẹ mình sao muốn phá hoại tình cảm của mình chứ? Vậy lúc Y Nhiễm đi rồi, cậu có từng hỏi qua mẹ xem rốt cuộc chuyện này là gì không hả? Mình đã hỏi mẹ, mẹ nói với mình rằng cô ta chính là vì tiền mà ở bên cạnh mình, sau đó lấy được tiền đi liền, là đơn giản vậy thôi. Chuyện đó tôi cảm thấy bây giờ phải tìm ra được người đó. Một khi tìm ra được người đó thì có đáp án cho vấn đề. Vậy cậu nghĩ xem, công ty của cậu ai có khả năng làm ra chuyện này nhất hả? Ở công ty mình có gan làm chuyện này, nhất định là người thân bên cạnh mẹ, nếu không thì chẳng ai to gan như thế. Vậy bên cạnh mẹ cậu có mấy người thân là đáng tin được? Có thể lấy thông tin hoặc ảnh hay gì đó của bọn họ ra đây không? Để cho Y Nhiễm xem thử. Thôi cậu đừng quạt nữa, ở đây điều hòa đã sửa xong rồi. Còn quạt làm gì nữa, chủ yếu là sự nhiệt tình quạt cho mát ruột mà. Vậy cậu canh thời gian đi. Một lát nữa không được quay lại đâu, sớm mà để tôi xem cho. Anh xem đây, tôi thấy sắp đủ thời gian rồi. Bây giờ không chênh nhiều với cuộc đỉnh của hôm thứ ba. Tôi thấy bán nó đi. Các cậu đó, chẳng có nhớ gì hết. Các cậu đừng thấy nó mua vào bán ra mà tưởng đó là kỹ thuật sống đó. Không được cứ vừa tăng cao thì sẽ bán ngay. Dù thấy bị lỗ cũng không thể bỏ cuộc được khi thấy rủi ro. Điều quan trọng là phải luôn chú ý đến thị trường và xu hướng. Trưa nay mọi người nhín chút thời gian xem đi. Sức cạnh tranh của các cậu quá yếu. Chuyện này tôi chỉ có thể nói đến đây thôi. Còn lại phải dựa vào bản thân các cậu đó. Phải tự ngộ ra. Ngộ? Tôi thấy từ ngộ trong từ đam ngộ nghĩa là chậm trễ thì có. Nhìn xem, cậu tự mình nhìn đi. Đây là thứ gì? Nói cho tôi biết đây là thứ gì. Cậu tính thế nào vậy? Tỷ lệ kiểu gì đây? Cậu muốn về lại cao đẳng học lại môn hình học không gian hả? Bản thân đã làm sai, bây giờ mang cho tôi số liệu chu vi cũng sai. Cậu có ý gì đây? Cậu muốn làm gì hả? Chú Tôn, chú đừng giận. Cháu biết mình sai rồi. Lần sau cháu tuyệt đối không tái phạm. Lùi lại. Cậu suy nghĩ kỹ cho tôi. Công việc này cậu đạt được có dễ dàng không? Lúc đầu cậu đã phải nỗ lực biết bao nhiêu. Bản thân cậu đã tốn bao nhiêu sức lực. Tôi không cần cậu phát triển nhiều, nhưng tối thiểu cũng không nên có lỗi gì chứ. Hai ngày trước trong cuộc họp tôi còn biểu dương cậu, bây giờ cậu đã ở đây ngày nào cũng chỉ biết chăm chú vô cái phần mềm vàng ảo gì đó. Bản thân tẩu hỏa nhập ma đã đành, còn dẫn theo đồng nghiệp tẩu hỏa nhập ma cùng với mình luôn. Cậu có ý gì đây? Cậu muốn ra sao hả? Muốn phá đổ công ty chúng tôi à? Chú Tôn, cậu không muốn làm nữa thì cứ nói thẳng. Phần công việc này về sau sẽ có người làm. Đừng, chú Tôn bớt giận. Chú bớt giận đi, cháu sai rồi mà. Bớt kêu tôi bằng chú. Tôi nói cậu biết, nếu cậu còn tiếp tục vô tri vô giác như vậy nữa đó, lần sau cả nhà cậu có đến cũng vô ích thôi. Thì đừng nói là tôi không để mặt ba cậu. Nếu vậy cậu đã không thể ở đây rồi kìa. Chú nói rất đúng. Cháu thực sự thành tâm thành ý, cháu xin lỗi chú. Xin lỗi. Đi. Cậu muốn làm gì? Bản vẽ. Lấy đi. Chú đừng giận mà, cho đảm bảo không tái phạm đâu. Lý Mật, giúp tôi chuẩn bị sẵn ảnh của các trợ lý.
bên cạnh mẹ tôi. Mấy người này là trợ lý đắc lực nhất dưới quyền của mẹ tôi. Nếu như người mà Y Nhiễm nói là có tồn tại thì nhất định là trong số bọn họ thôi. Đừng nói tôi không cho cô ta cơ hội chứng minh những điều cô ta nói là chính xác. Công ty tôi còn có việc, tôi đi trước đây. Không có người mà cô nói sao? Hình như là người này. Chắc chắn là anh ta chứ? Đúng, chính là anh ta. Nếu như chắc chắn là người này, vậy chuyện này chắc chắn có liên quan đến mẹ tôi. Vậy cậu nghĩ bây giờ đi hỏi mẹ cậu có thể hỏi ra được gì không? Tôi đã hỏi rất nhiều, không ra được gì cả. Vậy bây giờ chúng ta phải tìm ra người này, hỏi mới ra được đáp án thôi. Bây giờ làm sao có thể tìm được anh ta? Đơn giản, hẹn anh ta ra, tìm đại lý do nào đó là được. Mẹ, con về rồi. Chuyện công ty làm xong chưa? Rồi. Mẹ, con nhanh ngồi xuống xử lý chuyện gia đình mình đi. Là chuyện gì vậy? Nghe bảo, sáng nay thay khóa cửa, mẹ đã phát hiện nhà mình hôm qua có trộm vô đó. Người ta trộm đi sổ đỏ rồi. Mẹ đã báo cảnh sát. Cảnh sát bảo chúng ta chiều đến đó đăng ký. Mẹ còn báo cảnh sát làm gì? Đây không phải sao? Lý Ngải Bảo, mẹ đã biết là con làm mà. Con lấy sổ đỏ để làm gì vậy hả? Có phải để cho con bé câm kia không? Chẳng phải con đã nói với mẹ cô ta không cần tiền dù chỉ một chút sao? Xem ra không những là cần mà còn cần không ít. Bảo à, lần trước mẹ con mình ngồi đây chẳng phải đã nói rõ rồi sao? Chỉ cần con chịu kết hôn, con có khó khăn gì cần tiền mẹ sẵn lòng bán luôn cái nhà này đi mà. Con muốn sổ đỏ nhà thì trực tiếp nói cho mẹ biết. Con đó, trộm làm gì? Bây giờ chẳng phải con trả mẹ rồi sao? Đó không phải là trả cho mẹ, như con lấy rồi có dùng đến chưa? Con mà dùng rồi thì trả kiểu gì chứ? Vậy vì sao con lấy mà không dùng? Hai đứa cãi nhau hả? Lý Ngải Bảo, con nhanh nói cho mẹ biết rốt cuộc là chuyện gì đây, có được không hả? Mẹ, con đói rồi, nấu chút gì ăn đi. Không được, con không nói mẹ không nấu đâu. Được, mẹ nấu, mẹ đi nấu đi. Ăn xong rồi nhớ cho mẹ biết đó. Con vì con bé câm đó còn đáng không hả? Đàn tổng, anh tìm tôi sao? Giúp tôi hẹn Cố Hưng Đông, bảo anh ấy cùng tôi đi ăn với một khách hàng. Tìm anh ấy hả? Anh ấy chẳng phải là người của mẹ anh sao? Tôi biết. Cô cứ nói với anh ta là khách hàng có quen anh ta. Tôi muốn cùng gặp để nói chuyện cũ. Vâng, tôi biết rồi. Mời vào.
đến rồi. Chào anh, chào anh. Tôi là bạn của Thiếu Vũ, Lâm Thiên Lạc. Chào anh, tôi là Cố Hưng Đông. Đây là bạn của tôi, Mai Lan Đi. Xin chào. Vị này anh quen không? Đàm Tổng, ngồi xuống nói chuyện. Đúng đúng đúng, ngồi xuống nói chuyện nào. Ngồi xuống nói chuyện nào nào. Ngồi ngồi ngồi. Cô ấy cậu quen không? Tôi hỏi cậu nói đi chứ, cô ấy cậu quen không? Đàm Tổng, có những chuyện không tiện nói. Là vì mẹ tôi sao? Đàm Tổng, tôi thực sự không thể nói được. Cậu là sợ đắc tội với mẹ tôi, bị mẹ đuổi ra khỏi công ty đúng chứ? Vậy tôi hôm nay nói cho cậu biết, nếu như cậu không nói, ngày mai tôi sẽ đuổi cậu ra khỏi công ty, hiểu không? Tôi hỏi cậu câu cuối cùng, cậu có quen cô ấy không? Tôi xin lỗi. Năm đó tất cả chuyện này đều là do một tay mẹ anh sắp xếp. Tôi cũng bị ép bất đắc dĩ thôi. Mẹ tôi là thứ gì chứ? Mẹ tôi sao lại sai cậu làm như thế? Nói đi. Bảo tôi ép cô ấy ra đi. Vì sao chứ? Bà ấy vì sao phải làm như thế? Bình tĩnh, bình tĩnh. Hai người bình tĩnh. Hôm nay chúng tôi mời anh đến là muốn hỏi anh chuyện năm đó rốt cuộc là như thế nào vậy hả? Cô ấy thì nói trước đây vì Thiếu Vũ thích người con gái khác cho nên ruồng bỏ cô ấy. Nhưng mà Thiếu Vũ lại nói bởi vì cô ấy lừa hôn lừa tiền, cuối cùng cô ấy để lấy một khoản tiền rồi biến mất. Chúng tôi muốn hỏi anh phiên bản nào giữa hai bọn họ mới là sự thật đây chứ? Cả hai đều sai. Hai người họ đều đã bị che giấu. Mọi thứ trung gian toàn bộ đều do một tay mẹ của Đàm Tổng sắp xếp. Mẹ của anh ấy một tay sắp xếp hết sao? Thiếu Vũ, Thiếu Vũ. Lý Tổng, xin lỗi, phiền cậu tránh mặt một lát. Vâng. Sao vậy Thiếu Vũ? Sắc mặt con sao khó coi như vậy? Thượng Văn Phương. Thượng Văn Phương có phải năm đó mẹ đã sai người ép cô ấy đi không? Chẳng phải đã nói rồi sao? Không có chuyện đó mà. Mẹ rốt cuộc muốn che giấu con đến bao giờ nữa? Con đã tìm được người làm chứng, cậu ấy đã nói toàn bộ rồi. Mẹ,
Con chỉ là muốn thấy mẹ chính miệng nói với con thôi. Chuyện này rốt cuộc có phải thật không thế? Không sai. Tại sao vậy? Tại sao mẹ phải làm như thế? Có nhiều chuyện con cũng không hiểu được. Dù sao cũng chính là chuyện kinh doanh của nhà chúng ta. Kinh doanh thì kinh doanh, liên quan gì đến Thượng Văn Phương chứ? Thiệu Vũ à, tất cả những thứ mẹ làm đều là vì con. Nếu như năm đó con tiếp tục ở bên cạnh Thượng Văn Phương, chỉ có thể ẩn chứa tai họa ngầm. Mẹ có thể ngồi nhìn và mặc kệ sao? Cho nên mẹ đã có thể đứng nhìn con trai mẹ chịu tổn thương cục ngã hoàn toàn đúng chứ? Thiếu Vũ à, con là người được chỉ định phải làm việc lớn, tình cảm nam nữ nên để sang một bên. Mẹ không thể để người khác làm ảnh hưởng đến sự nghiệp của con được. Con phải hiểu cho nỗi khổ tâm của mẹ. Để khiến cho con có thể hoàn thành mục tiêu, mẹ hy sinh cả hạnh phúc của con, tình cảm của con, phải không? Thiếu Vũ hả? Ở trong chuyện này, mẹ có thể đã chưa thể quan tâm đến cảm nhận của con, nhưng con phải tin mẹ. Tất cả vì muốn tốt cho con. Đủ rồi. Con thật sự chịu đựng mẹ đủ rồi. Con không muốn như thế. Con không muốn chịu sự kiểm soát của mẹ thêm nữa. Con đủ rồi. Con nói cho mẹ biết, về chuyện này con mãi mãi không tha thứ cho mẹ được. Mãi mãi. Hai người họ đều đã bị che giấu. Mọi thứ trung gian đều do mẹ của Đàm Tổng một tay sắp xếp. Còn tiếp tục ở bên cạnh Thượng Văn Phương chỉ ẩn chứa tai họa thôi. Mẹ không thể để người khác làm ảnh hưởng đến sự nghiệp của con được. Tối qua uống nhiều quá, bây giờ con đang ở đằng kia. Thiếu Vũ à, chuyện đó hôm qua cậu đã nói với mẹ cậu đến đâu rồi? Bà ấy thừa nhận hết rồi. Là tôi đã hiểu lầm Y Nhiễm. Không phải chứ, nếu đã như vậy rồi cậu phải nhanh chóng đi tìm Y Nhiễm đi, cùng cô ấy nói chuyện này cho rõ ràng. Thiếu Vũ, chúng tôi đều nhìn ra được là anh vẫn còn yêu Y Nhiễm. Nếu anh là một người đàn ông, hãy tìm cô ấy về đi. Đã mất đi một lần, đừng để mất lần hai chứ. Đúng. Hay là cậu thay đồ đi, mình dẫn cậu qua đó. Y Nhiễm, chúng ta phải nói chuyện rõ ràng một lần. Có vài chuyện anh cần nói rõ với em. Anh nên đến đây đón Y Nhiễm về. Anh đón Y Nhiễm về. Bây giờ một mình cô ấy sống ở đây, cũng không ai chăm sóc, rất không an toàn. Em phải rõ ràng nha. Anh vừa mới chịu tổn thương, bây giờ còn chưa cân bằng lại được đó. Một người đàn ông như anh lại tính toán so đo với con gái sao? Hơn nữa cô ấy sống ở đây một mình, tắt lửa tối đen, anh làm sao ăn nói với Thiếu Vũ, đúng không? Không phải chứ. Theo em nói nghĩa là anh phải nuốt cục tức để trở lại. Đúng rồi. Hơn nữa phải đích thân mời cô ấy về. Nếu không, Y Nhiễm chắc chắn sẽ không bằng lòng. Anh
Anh đã phải chịu tổn thương, sau đó còn phải mời hung thủ về nhà. Anh với Thiếu Vũ vẫn là anh em mà phải không? Anh đã hỏi mẹ anh rồi. Năm đó tất cả mọi chuyện đều một tay bà ấy sắp xếp. Là anh đã hiểu lầm em rồi, Y Nhiễm. Suốt mấy năm này, anh nghĩ em chắc chắn sẽ sống không tốt. Có lẽ trong lòng em đã hận anh sâu đậm. Nhưng anh không có vô tình vô nghĩa, chưa từng đi tìm em như những gì em đã nói. Anh luôn tìm em đấy, nhưng tìm không thấy. Anh không hiểu. Không hiểu vì sao em đã đi không nói một lời. Anh cũng đau khổ, và đã đau khổ nhiều năm. Em có biết không, mỗi tối anh đều sẽ lấy ảnh của em ra xem. Anh tự hỏi mình em đi đâu, có ai nói cho anh biết được không? Nhưng chẳng ai nói cho anh biết cả. Anh chỉ có thể ngốc nghếch suy nghĩ rằng, bất luận lúc đó em đã lừa dối anh thế nào, chỉ cần em quay về, anh nhất định sẽ tha thứ cho em. Chỉ cần em có thể quay về. Nhưng mà vào lúc em quay về, em lại là bạn gái của Lâm Thiên Lạc. Trong lòng anh rất không biết làm sao. Anh phải làm thế nào? Bởi vì anh rất kích động. Nhưng anh cũng đã nói với chính mình, lần này bất luận thế nào anh cũng sẽ không để em rời xa. Bởi vì anh biết anh còn yêu em lắm. Anh biết là nói ra những điều này với em bây giờ rất vô nghĩa. Nhưng hôm nay anh đến chính là muốn nói cho em biết. Bất luận chúng ta còn có thể ở cạnh nhau hay không, vẫn mong em tha thứ cho anh. Anh biết không, có những sự tổn thương đã được định trước, không thể nào bù đắp được. Anh đi về đi. Em muốn được một mình yên tĩnh. Các cậu nói chuyện thế nào rồi? Không ổn. Cậu xem, cậu với Y Nhiễm suy cho cùng đã hiểu lầm nhau 8 năm nay. Cậu muốn để cô ấy tiếp nhận được thì chắc chắn sẽ có khó khăn. Hay là hôm nay cậu về trước cho cô ấy chút thời gian đã. Hay là thế này, mình sẽ thử giúp cậu, được không nào? Y Nhiễm à, tôi là Thiên Lạc đây. Cô mở cửa cho tôi đi. Về chuyện đó, Thiếu Vũ cậu ấy cũng không biết rõ. Mới hiểu lầm cô suốt 8 năm trời. Tôi biết. Lúc này mà bảo cô cởi bỏ hết tất cả sự hiểu lầm này cũng không có khả năng lắm. Có lẽ nên cho cô thêm chút thời gian. Nhưng cô có thể mở cửa được không? Hai người nói chuyện lại lần nữa. Thiên Lạc,
Anh đừng nói nữa. Chuyện đó Y Nhiễm à, hay là thế này đi, cô xem, một mình cô sống ở đây cũng không phải chuyện tốt, không có ai chăm sóc. Hai cô theo tôi chuyển về đó trước, chuyển về nhà tôi đi, chúng ta chăm sóc qua lại như vậy tốt hơn được không nào? Tôi không thể làm phiền anh thêm nữa. Chuyện lần trước do tôi không tốt, tôi không nên lợi dụng anh. Thôi, chuyện lần trước qua rồi thì thôi, chúng ta không nhắc lại nữa. Còn cô, đừng tự tạo áp lực quá lớn cho mình. Tôi cảm thấy cô theo tôi chuyển về đó sẽ tốt hơn. Tôi thật sự không thể chuyển về đó được nữa. Anh đi về đi. Vậy cô tự mình suy nghĩ đi. Vậy tôi đi nha. Cô phải chăm sóc tốt cho mình đó.